Trời ơi các bạn ơi. Quá chừng. Ăn hết trên mồi dừa của mình luôn. Ô, cá lóc các bạn ơi, cá lóc nữa. Quá sức rồi. Đây được con cá lóc nè các bạn. Đầu ngon chưa. Giờ mấy máy bay nữa. Máy bay với mớ cá sặc nữa nè các bạn. Ồ, quá sức rồi. Đây này các bạn. Sáng mình thăm được như đây nè. Chào các bạn nha. Sáng nay mình đi thăm mấy cái bẫy cá mình đặt mấy bữa nha các bạn. Chỗ này mình có đặt một cái này. Cái này nước khá là cạn luôn. Cái con gì hôm nay mình có giỏ dữ này. Đây. Mấy ốc không vậy? Trời ơi các bạn ơi. Quá chừng. Ăn hết trên mồi dừa của mình luôn. Ốc trọn ổ nha các bạn. Coi nhìn cá kìa. Mê chưa. Không ở đây cái bẫy nha các bạn. Cái ao gà muống này nhìn rất là ngon luôn. Không biết có hay không mới quan trọng nè. Ơi quá trời gà muống luôn. Nó bò quá trời luôn. Quá chừng. Ô cá lóc các bạn ơi, cá lóc nữa. Quá sức rồi. Đây được con cá lóc nè các bạn. Đầu ngon chưa. Giờ mấy máy bay nữa. Máy bay với mớ cá sặc nữa nè các bạn. Ồ quá sức rồi. Ngon nè. Đã chưa. Quá chất lượng. Ồn quá các bạn. Đi đi thăm bẫy mà gặp cái nhà cái bên nó hát nhạc sùm nữa. Không dính nhạc nó cong chỉnh lại cực nữa. Đây nè các bạn. Nhìn ngon chưa. Thì em cá lóc với chiếc máy bay. Cái sạc nhìn tươi ghê luôn. Quá chất lượng. Đây các bạn ơi. Đây em nó đây. Quá dịm ha. Mới cái sặc. Quá ngon. Một cái không mà là đủ ăn luôn. Cho cá nè. Ốc cũng tiếp ốc. Nó bu không các bạn. Một cái mà ốc đi cá quá chừng luôn. Ốc bu không các bạn. Chỗ mình giờ ốc bu nhiều ghê. này các bạn, sáng mình thăm được như đây này. Sạc nào mấy tươi gối luôn nha các bạn, quá đã luôn ha, tươi xanh, chất lượng. Muối xả chiên là nó sậy luôn các bạn, rồi xấu nha. Quá đã ha, nó nhảy theo sự xói là thấy mê luôn ha. Thả chưa?